Xin chào toàn thể anh em nha Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh youtube của tôi Từ trước thì tôi có giới thiệu cho các anh em những cái con máy đánh bài rất là đẳng cấp trên thị, thị trường Những máy đánh bài CAC 700 hay là con máy đánh bài iPhone 13 Pro Max rồi đó. Thì anh em thấy nó rất là hiệu quả ha Nhưng mà giá thành của nó cũng rất là cao không phải ai cũng thể sở hữu Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn Để cho anh em chơi cái một môn bài ví dụ chơi riêng hay là chơi bài phạm phiết rồi đó Chơi cũng rất là ok về hiệu quả và đặc biệt hơn nữa thì giá của nó rất là mềm đó, bằng cách là anh em đeo những cái bộ kính áp trong như thế này này đeo vào á, thì anh em chơi bài giống như chơi bài ngửa vậy á. chơi những bộ bài như thế này này anh em giống như chơi bài ngửa vậy bài này thì giống 100 phần trăm bài ngồi chợ thôi ai à, có một điều lưu ý mà khi anh em chơi kính nắp trong là phải biết là mình phải thả được bài của mình vô mới chơi nha chứ không phải là anh em đeo cái kính này về vào mà nhìn bài chợ hoặc là nhìn xuyên thùng xuyên thâu xuyên quần xuyên áo thì không được nha Đó, anh em lưu ý là anh em mua những cái bộ kính nắp trong này nè về sai là đưa bài của mình vô mới chơi còn bài thì à, vấn đề bài là anh em không phải lo rồi Chỗ anh em chơi bài nào thì tôi sẽ cung cấp là bài đó à Bài xanh, đỏ, caro, tiền đô là đầy đủ đó nha bài là, thậm chí là những anh em nào mà chơi cái loại bài đặc thù vùng miền quá đó bên cơ sở tôi không có thì anh em có thể liên hệ thì gửi bài về tôi sẽ gửi bên nhà máy in và gửi lại cho anh em nên vấn đề bài ở đây là anh em không phải lo anh em chỉ quan tâm ở đây là có thả bài vào sân chơi được hay không thôi ha, thả bài vào chơi được nha còn kính áp tròng thì, trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều mẫu kính khác nhau trong nước cũng có ngoài nước cũng có có cả mấy chục loại luôn đó à, cơ sở tôi thì không có nhập về hết được để bán cho anh em tôi chỉ nhập những cái loại cơ bản sai được anh em chơi ok không cơ đeo anh em đeo vào thì nó không có bị cỡ mắt chảy nước mắt là tôi sẽ lấy về bán cho anh em thôi đúng không cái này những loại cơ bản thế này nè đây là loại kính của Hàn Quốc này kính này thì kính nhôm, cái này thì có đã lau thì trường này anh em nhắc uh, rất, rất, rất là dễ biết cái loại này đúng không à, Cái loại này thì mới hơn tí nè Đây là loại kính của Mỹ hộp gỗ à, xin lỗi hộp Nhung chứ à, rất là nhỏ gọn anh em có thể đi cầm đi chơi đem vào bỏ balo lô mình đem đi luôn cũng được à, nhỏ như hộp quà vậy đó mà đúng không à, Và tiếp theo là loại kính này là kính uh, kính của Nhật đúng không này kính uh, này kính của nhật này kính này thì phiên bản giới hạn và cơ sở tôi nhập trực tiếp từ nhà máy về này kính nào cũng vậy thôi kính mỹ kính anh kính pháp kính thái gì đó đều vậy hết nó gồm những bộ phận chính như vậy nè anh em quan trọng nhất là vẫn là cái cái, cái con mắt à thế do anh em thấy bộ kính thế này là tôi anh em nhìn để biết là cái đáp trong rồi đúng không tại vì là một trăm người dùng kính ở việt nam là tôi chắc chắn với anh em là hơn 80 người đã từng dùng qua loại kính này rồi hơn à, hơn 80 người đã dùng qua rồi nha nó rất là ok anh em đeo cái kính này vào thì nó không có bị cỡ mắt chạy nước mắt và nó không có kén người dùng à. đó tất cả những thông số sẽ ghi hết bên ngoài này kính nào cũng vậy à. quan trọng nhất vẫn là hai con lên này hai con lens này giống như là động cơ ô tô hay xe máy vậy đó quan trọng nhất vẫn là linh hồn của sản phẩm là động cơ đó cái lớp trong này cũng vậy thôi hai con lens này là quan trọng nhất này đó. anh em cái đeo có bị cỡ mắt hay không chạy nước mắt hay không là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái thông số kỹ thuật ở cái giả thì tên này này còn những cái đồ này á chỉ là rau ria phụ họa thêm đây à, tên đây có tặng thêm cho anh em cái chai nước nhỏ mắt anh em lưu ý mà khi anh em đeo cái nắp trong á thì tốt nhất là dùng nước nhỏ mắt nha nước nhỏ mắt đi kèm hoặc là anh em có thể mua 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 cùng đó thì à, À, mình lấy bên xài thôi, đừng có hạn chế là dùng thuốc nhỏ mắt ở ngoài tiệm tiệm thuốc tây. Anh em nhỏ vào thì uh, một hai lần thì làm sao chứ anh em nhỏ nhiều lần á uh, thì nó sẽ bị cay mắt và bị uh, bị 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 uh, chảy nước mắt này, anh em. Chảy nước mắt ở đây là do anh em đeo nhỏ cái nước nhỏ mắt đó vào một thời gian á uh, thì cái lọ này này, xin lỗi cái kính áp trong này này, nó làm bằng cái shop lớp, lớp, lớp uh, silicone đặc biệt mỏng nên nó là anh em nhỏ thuốc nó vào thì một thời gian thì nó sẽ bị chai giống như cao su vậy đó anh em anh em cứ tưởng tượng giống như cao su một thời gian nó sẽ bị chai thôi chai như vậy á là anh em đeo kính nắp trong này vào thì nó sẽ bị chảy chảy nước mắt ra này đúng không và nó bị cọp mắt và đỏ mắt luôn á đó. đó. nên lưu ý nha kính thì rất là nhiều loại rồi đó, đây, đây tiếp theo này anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu một cái bộ kính bất kỳ á thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình nha 079 bài 91 túi 3 tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em lựa chọn những cái cái, cái, cái sản phẩm công nghệ hoặc là cái bộ kính áp trong phù hợp với mắt của anh em nhất nha ngoài ra anh em mua một bộ kính bất kỳ bên cơ sở của tôi đó, sẽ được tặng kèm cho anh em là từ 1 tới hai cái bài tùy theo cái chương trình khuyến mãi và loại kính mà anh em mua nha đó, bài thì anh em có thể lựa chọn xanh đỏ caro đầy đủ hết nha đó. còn À, đây là cái loại kính này. Đây, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với loại kính cuối cùng bên cơ sở tôi phân phối này. Đây là cái loại kính của Hàn Quốc, ha, kính này hộp gỗ loại một này. Đây cái tặng cho em nước nhỏ mắt và những cái này rau ria này thì chơi cũng rất là hay. Khi mà anh em đi chơi xa thì anh em gấp vào cái loại đổ cái nước ra và anh em gấp cái lên kính này bỏ trong một hộp này này. Anh em chỉ cần đem tới sân chơi như thế này là bỏ túi, đem tới sân chơi rồi mình xài thôi. Đó, chơi rất ok. Đeo kính này vào thì giống như chơi bài ngửa vậy đó cho bài gỡ thế sao thua được đúng không chơi, chơi như, 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 thua như, chơi như thế này này, đó đeo, đeo thử vào cho anh em xem này, nếu mà chơi bài ngửa bài đó anh em chơi ngửa thế này này, tại vì qua camera nó hơi mờ một tí nha thì anh em nó có thể thông cảm một tí thì em nó cho cho biết thôi còn nhìn mắt thường rất là rõ ha anh em nhìn vào thì giống như anh em đeo kính nắp trong này vào thì nhìn bài giống như là thằng bài rồi đó nhìn vào là biết đó là lá gì cơ đô chuồng bích chị đã biết luôn nên là chơi cực kỳ hiệu quả luôn đó. Anh em cứ tưởng tượng với mấy chia thế này này Sao mà thua được đúng không? Đó. Tất cả những số từ 3 tới C như thế nào thì nó cứ y chang như vậy hết à, không khác gì hết. À, chỉ có con 9 và con 10 hơi khác thôi. Còn lại ví dụ anh em cứ tưởng tượng đây là con 9 đúng không? Nhưng mà không phải đâu, đây là con 6 này. À, nhìn vào là biết này, 4 6 5 này, đúng không? Rất là dễ này. Đó, tất cả những số nó y chang như vậy á, chơi như mấy chơi bài ngửa này Sao mà thua được đúng không? Thậm chí là anh em có thể biết được chắc lá bài luôn. Đó, là ví dụ đây là, 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 con già đúng không? Nhìn là biết con già này, già nhưng mà lại cái nước của nó là già rô này, nhìn là biết cái gà rô này Đúng không nhìn rất là rõ chỉ có à, tất cả những số nó y chang hết chỉ có chín và mười hơi khác thì tìm con chín con mười chỉ cho nên xem chứ để mấy con anh em nhầm nữa đây đây con chín này đây con chín này anh em chín là biết chín gì luôn này chín đây là chín uh, chín rô à, xin lỗi đây là chín chuồng chứ quên nhầm gạch trên gạch dưới là nước chuồng còn hai uh, hai bên đó là nước uh, rô và cơ không có gì là nước bít vậy thôi đây là biết uh, con đây con ri, uh, ri rô này đó, rất là rõ sao mà xem mà trạc cái đâu được à, con 10 nữa ra con 10 cái 10 cho anh em xem nè đây con 10 này để biết 10 cơ này đó chia như thế này xem mà mà, mà, mà thua được đúng không à, đây 10 chuồng này à, nhìn rất là rõ ha, anh em còn 2 3 4 gì đó thì nó ghi y chang như vậy hết thì như vậy hết à à đây là nước 9, 9 9 9 chuồng này sẽ à, đổi là 9 bít này không có gì để nước bít nha Đây là biết con chính này đó nhìn thế này sao mà thu được đúng không nè à, thấy ok chưa rồi Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ kính này về xài thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi, cho tôi số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 ba, Tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ cho anh em. Anh em xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ cho xin một cái like đồng hồ của kênh của tôi nha anh em. Và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất, giới thiệu những cái sản phẩm công nghệ mới nhất năm 2022 này là đầy đủ hết thì tôi sẽ quay và up lên này là nó sẽ về máy của anh em và anh em có thể cập nhật được thông tin khi nào anh em có nhu cầu thì anh em alo thì tôi sẽ cung cấp lại đó cho anh em thôi à, bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ luôn bầu cua tài xỉu sắp đĩa nên nó là anh em có nhu cầu gì thì cứ liên hệ thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha rồi một nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo xin chào